Chúng tôi sẽ không thể đưa nhiều loại máy bay khác nhau vào sử dụng, bảo dưỡng và đào tạo phi công. Đây sẽ là vấn đề khó khăn đối với chúng tôi. Sau đó chúng tôi cần tập trung vào mục tiêu số 1 là tiêm kích F-16. Hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yuri Ginat. Cũng theo ông Inat, ngay cả với F-16, việc điều chỉnh cơ sở hạ tầng của không quân Ukraine vốn có từ thời Liên Xô cũ là vấn đề không dễ dàng. Theo ông, việc chuẩn bị thực sự kỹ lưỡng để nhận các tiêm kích F-16 sẽ phải mất nhiều năm. Sẵn sàng về cơ sở hạ tầng là một khái niệm khó vì phải mất nhiều năm để chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý tưởng là giấu máy bay dưới lòng đất như khách Iran làm. Xây dựng các kho lưu trữ bằng bê tông cốt thép có khả năng chống lại những vụ tấn công từ tên lửa đạn đạo, phát ngôn viên không quân Ukraine nói thêm. Thay vào đó, Kiev sẽ phải thực hiện phòng thủ thụ động, bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng và kho lưu trữ trên mặt đất, lắp đặt các hệ thống phòng không để chống lại tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga. Chúng tôi đã điều chỉnh cơ sở hạ tầng để phục vụ F-16. Sự thích ứng là chìa khóa để F-16 thực hiện nhiệm vụ từ các đường băng và giữ F-16 ở lại sân bay của chúng tôi. Sau đó chúng ta không thể nói về thời gian. Vấn đề là chúng tôi cần F-16 càng sớm càng tốt, ông Ginat nhấn mạnh. Hôm 18 tháng 2, tại hội nghị an ninh Munich, Bộ trưởng Quốc phòng Livad Avedat Anosukert tuyên bố Ukraine sẽ nhận được những chiếc F-16 đầu tiên vào tháng 6. Song theo ông Ginat, điều duy nhất tôi có thể xác nhận là đã có một kế hoạch hành động và nó đang thực hiện. Các đối tác của chúng tôi đã sẵn sàng chuyển F-16 cho Ukraine. Chúng tôi không chỉ nói về việc chuyển giao mà còn công tác bảo trì thêm, tài trợ cho quá trình này và hiện đại hóa F-16. Hồi tuần trước, ông Inat từng có tuyên bố ám chỉ Ukraine đang trì hoãn nhận F-16 trước khi mọi thứ sẵn sàng do lo ngại ngay trước khi chuyển giao cho Kiev. F-16 sẽ nhanh chóng trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Ông cũng cho biết thêm việc điều chỉnh cơ sở hạ tầng cho tiêm kích F-16 là rất khó khăn do đây là máy bay có yêu cầu khắt khe hơn so với kho máy bay có từ thời Liên Xô cũ của Ukraine. Trong khi đó, Ukraine được cho sẽ nhận hơn 60 chiếc F-16 từ Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy từ năm 2024 đến năm 2025. Trên thực tế, các hệ thống phòng không của Nga được thiết kế để chống lại nhiều loại máy bay của NATO như F-16. Trong 2 năm qua, các hệ thống của Nga còn được điều chỉnh để giải quyết những mối đe dọa còn phức tạp hơn như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và UAV mới nhất được phương Tây cung cấp cho Kiev. Hồi tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cảnh báo Nga sẽ phá hủy F-16 của Ukraine ngay khi chúng được chuyển đến. Theo ông, số lượng F-16 ban đầu mà Ukraine nhận được tương đương với 20 ngày làm việc của các lực lượng phòng không Nga. Một nguồn tin chia sẻ với Sputnik, Nga đang chỉnh khả năng tác chiến điện tử và ngăn chặn các hệ thống trên F-16. Cuối năm 2023, Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, nhưng cho đến nay mới chỉ chuyển cho Kiev các biến thể cũ tầm trung. Hiện Mỹ đang tính gửi biến thể ATACMS tầm xa hơn. Điều này sẽ cho phép Ukraine có thể tấn công vào bán đảo Crimea. Tuy nhiên, ngân sách cho việc viện trợ vũ khí cho Ukraine vẫn đang bị đặt dấu hỏi do sự phản đối của Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ. Tuần trước, Thượng viện đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, Israel và Đài Loan, Trung Quốc. Tuy nhiên, dự luật vẫn chưa được Hạ viện đưa ra bỏ phiếu và cũng chưa rõ nó có được phê duyệt hay không. Trong nhiều tháng qua, các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện nói rằng họ sẽ chỉ phê duyệt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu chính quyền Tổng thống Biden đồng ý với các điều khoản mà đảng này đề xuất về vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, Washington có số lượng hạn chế tên lửa ATACMS và khó có thể gửi chúng đến Ukraine nếu không có tiền để bù lại vào kho dự trữ của Mỹ. Không loại trừ khả năng Mỹ sẽ đề nghị đồng minh cung cấp tên lửa ATACMS biến thể tầm xa hơn cho Ukraine. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin trên. Tên lửa ATACMS được trang bị đầu đạn phân mảnh hoặc đầu đạn chùm. Tùy thuộc vào biến thể mà đầu đạn chùm của tên lửa ATACMS có thể mang theo 300-950 quả đạn con có tầm bắn 24-300 km. ATACMS với đầu đạn phân mảnh có tầm bắn tương tự. Tất cả tên lửa ATACMS được trang bị hệ thống xác định mục tiêu bằng định vị toàn cầu và công nghệ dẫn đường quán tính. ATACMS có thể được phóng từ bệ phóng HIMARS và hệ thống tên lửa phóng loạt M270 mà Ukraine đã có. Điều này đồng nghĩa ATACMS sẽ bổ sung sức mạnh cho các phương tiện tấn công khác của Ukraine. Biến thể ATACMS mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine chỉ có tầm bắn 165 km. Bộ Ngoại giao Nga ngày 21 tháng 2 đã bình luận về tuyên bố của các quan chức và chính trị gia Ukraine về khả năng khôi phục vị thế hạt nhân của nước này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét các kế hoạch nguy hiểm của Kiev một cách hoàn toàn nghiêm túc. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ukraine có tiềm năng sản xuất vũ khí hạt nhân kể thời Liên Xô. Bà Zakharova nêu rõ, chúng tôi cho rằng cộng đồng quốc tế phải xem xét những tuyên bố nguy hiểm như vậy một cách hết sức nghiêm túc. Hơn nữa, kể từ thời Liên Xô, Ukraine vẫn có tiềm năng khoa học để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tháng 2 năm 2022, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đe dọa xem xét lại việc Kiev từ bỏ vũ khí hạt nhân, làm mất hiệu lực bản ghi nhớ Budapest năm 1994 quy định tình trạng phi hạt nhân của Ukraine. Tiếp đó, vào tháng 9 năm 2023, ông Zelensky, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đã bày tỏ sự tiếc nuối rằng vào giữa những năm 90 của thế kỷ trước, Ukraine, lúc đó là quốc gia lớn thứ ba trên thế giới về số lượng đầu đạn hạt nhân, đã loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân để chuyển sang Nga. Trước đó, truyền thông Nga dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Ukraine sắp chế tạo được vũ khí hạt nhân bom bẩn dựa trên plutonium, mặc dù nguồn tin này không đưa ra bằng chứng nào. Các hãng thông tấn TASS, RIA và Interfax dẫn lời đại diện của một cơ quan có thẩm quyền ở Nga còn cho biết Ukraine đang phát triển vũ khí hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl bị phá hủy đã đóng cửa vào năm 2000. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho rằng Nga hoàn toàn không có quyền sở hữu vũ khí hạt nhân và thậm chí còn kêu gọi phương Tây tước bỏ kho vũ khí hạt nhân của Moscow. Theo TASS, trong ngày 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới thăm nhà máy sản xuất máy bay Gorbunov Kazan ở vùng Tatarstan. Tại đây, chủ nhân Điện Kremlin đã kiểm tra tình hình của 4 máy bay ném bom Tu-160M và thậm chí còn bước lên khoang lái của một trong số chúng. Truyền thông Nga cho biết, ông Putin đã ngồi trong buồng lái của một chiếc Tu-160M trong khoảng 10 phút. Sau khi biết được rằng oanh tạc cơ này chưa có tên, Tổng thống Nga đề nghị đặt tên cho máy bay này theo nhà lãnh đạo đầu tiên của vùng Tatarstan, Mintimer Saimiyev. Ông ấy là người đã làm được rất nhiều điều cho nước Nga, ông Putin nói. Sau khi kiểm tra buồng lái, chủ nhân Điện Kremlin đã có cuộc trò chuyện với các quan chức nhà máy. Nhà máy Gorbunov Kazan là cơ sở thực hiện việc nâng cấp các máy bay ném bom Tu-160M. Tu-160M là máy bay ném bom hạng nặng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, thường được biết tới dưới biệt danh là Thiên Nga Trắng. Cùng với oanh tạc cơ Tu-95MS, Tu-160M là trụ cột của ngành hàng không quân sự tầm xa của Nga. Bên cạnh đó, Tu-160M cũng là một phần trong bộ ba răn đe hạt nhân của Moscow. Giống với người tiền nhiệm Tu-160, Tu-160M trọng lượng rỗng là 110 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 275 tấn. Tuy vậy, Tu-160M đã được cải tiến về động cơ nhằm gia tăng tốc độ bay tối đa và tầm hoạt động. Một nâng cấp khác quan trọng trên oanh tạc cơ này là hệ thống radar và hệ thống điều khiển hỏa lực mới. Những điều chỉnh này cho phép Tu-160M sử dụng được mọi loại tên lửa hành trình hiện đại do Nga phát triển. 6 nguồn tin nói với Reuters rằng Iran dường như đã cung cấp cho Nga một số lượng lớn tên lửa đạn đạo đất đối đất mạnh mẽ khi Moscow đang đẩy nhanh tốc độ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nguồn tin nói rằng Iran có thể đã chuyển khoảng 400 tên lửa, bao gồm nhiều tên lửa dòng Fateh 110. Các chuyên gia cho biết tên lửa này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 300 tới 700 km. Bộ Quốc phòng Iran và lực lượng vệ binh cách mạng từ chối bình luận về thông tin. Nga cũng chưa lên tiếng liên quan tới tin tức trên. Một trong những nguồn tin của Iran cho biết các chuyến hàng dường như bắt đầu được giao vào đầu tháng 1 sau khi một thỏa thuận được hoàn tất trong các cuộc họp vào cuối năm ngoái giữa các quan chức quân sự và an ninh Iran và Nga diễn ra ở Tehran và Moscow. Một quan chức quân sự Iran giấu tên nói với Reuters rằng dường như đã có ít nhất là 4 chuyến hàng tên lửa được chuyển đi và dự kiến sẽ có thêm vũ khí được bàn giao trong thời gian tới. Một nguồn tin khác tiết lộ một số tên lửa được đưa tới Nga bằng tàu thông qua biển Caspia, trong khi một số vũ khí được vận chuyển bằng máy bay. Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby hồi đầu tháng 1 đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể sắp mua được vũ khí đạn đạo tầm ngắn từ Iran. Jeffrey Lewis, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury ở Monterey cho biết dòng tên lửa Fateh 110 là vũ khí chính xác. Chúng được sử dụng để tấn công vào mục tiêu có giá trị cao và gây sát thương chính xác, ông nói, đồng thời cảnh báo rằng 400 quả tên lửa có thể gây tổn hại đáng kể nếu được sử dụng ở Ukraine. Một người phát ngôn của không quân Ukraine nói rằng họ chưa có thông tin chính thức về việc Nga đã mua tên lửa Fateh 110. Ông cảnh báo rằng nếu thông tin trên là có thật thì dòng tên lửa đạn đạo này sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Ukraine. Nga nhiều lần tuyên bố nền công nghiệp quốc phòng nước này
có khả năng cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow đã tăng cường năng lực sản xuất trong nhiều tháng qua và ghi nhận lượng vũ khí tăng vọt. Họ đang có ưu thế lớn trong cuộc chiến tiêu hao với Ukraine. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói rằng Nga dường như muốn bổ sung kho tên lửa của mình vào thời điểm mà viện trợ phương Tây nhỏ giọt khiến Ukraine thiếu đạn dược trầm trọng. Trước đó, Ukraine nhiều lần đề nghị Iran ngừng chuyển UAV tự sát Shahed-136 cho Nga. Ukraine và phương Tây nghi ngờ Nga mua Shahed về, sơn lại thành UAV Kedan để thực hiện các cuộc tấn công. Không quân Ukraine hồi cuối năm ngoái cho biết Nga đã phóng 3.700 chiếc Shahed trong gần 2 năm chiến sự. Tuy nhiên, Iran nhiều lần bác bỏ thông tin họ cấp UAV cho Nga sử dụng trong cuộc chiến, nhấn mạnh rằng Tehran không chuyển vũ khí tới vùng chiến sự.